Chào mừng các bạn đến với shop của mình. Thì bây giờ đây bên mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm test màn hình G7 Pro, G7 30. Đấy. Thì tất cả các sản phẩm bên mình bán đi, bên mình sẽ đều test cẩn thận trước khi gửi đến tay các bạn. Thì khi nhận màn, các bạn kiểm tra nhé. Còn đúng các cái tem bảo hành dán như này đấy, và hộp có nguyên vẹn thì các bạn mới nhận hàng. Thì khi các bạn kiểm tra ngoại quan xong thì các bạn sẽ cắm test vào màn vào máy trước để kiểm tra xem hiển thị và cảm ứng có vấn đề gì không. Thì các bạn nên quay lại video trong quá trình kiểm tra này để làm bằng chứng. Nếu sản phẩm có vấn đề thì bên mình sẽ hỗ trợ đổ trả các bạn luôn. Đấy, khi các bạn cắm test màn thì các bạn sẽ di kiểm tra cảm ứng xem có điểm chết không và hiển thị có vấn đề gì không. Nếu mà không có vấn đề gì thì các bạn sẽ bắt đầu tiến hành lắp đặt vào máy như bình thường. Nếu có vấn đề xin hãy liên hệ với shop qua số điện thoại 0919874303. Chúc các bạn mua sắm vui vẻ, xin cảm ơn.